À, thua hả? Bán gì rồi có lời không? Quê hai chồng em sắp bởi nợ nha. À, vốn 92 triệu mà bán cho Phong nữa. Trời ơi trời. Vốn 92 triệu mà bán cho Phong nữa. Chưa lấy vốn được Phong nữa luôn. Trời ơi, te tua luôn. Nói mà thương luôn. Trời ơi, chắc không thấy em gái luôn rồi. Wow, quá trời chở hay à. Mến chào chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt ở chợ Hoa Tết, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên. Giờ này hình như là đang sale bông hoa rất là nhiều, bởi vì người ta lựa rất là nhiều luôn cô chú. Chiều nay là khoảng giờ này khoảng gần 4 giờ chiều 30 Tết. Tối nay là ở Long Xuyên có tổ chức bắn pháo hoa. Quá chèn lựa luôn ha. Chậu đó giờ sale nhiêu vậy anh? 10.000 chậu hả? Trời ơi. 10.000 chậu bởi vậy bu lên đang rủi chân kìa. 10.000 chậu, 10.000 chậu. Chậu nào cũng 10.000 hết. Trời ơi. Cái này vốn chắc hơn 10.000 quá. Cái chậu là 20.000 rồi đó. Cái chậu không là 20.000 rồi, còn tiền bông là tiền bông chưa tính. Rồi. Còn cái chậu là 20.000. Còn ngày thường là bông là nhiêu? Cặp 200 mà bây giờ là một chậu là 10.000. Mà cái này không mà 20 rồi. Cái chậu không mà mũ 20 rồi. Đó. Mà giờ bán bông với chậu luôn có 10.000 thôi. Quá là cái này là bán xả lỗ luôn rồi. Bán về ăn Tết hả? Trời ơi. Quýt 20.000 ký luôn. Bán không được hả? Ờ. Không có lời phải không? Anh đi giao cho khách hả? Không, mua về hả? Chủ là đó đó. Chủ là cái ông áo đó hả? Áo thấy đứng nè, không phải. Thôi kệ, quay bà con lựa bông đi. Quay ông chủ, ông cũ nhăn mất công. Rồi ở xe 10.000 chậu của chú anh chị ơi. Tè tua. Vậy hả? Xe quá xe hả? Xe nhiêu vậy? Ông chủ ông lại lại kìa. Để mình lại hỏi anh chủ bông năm nay bán có lời không nghe cô chú. Cái kiểu này là lỗ của chậu rồi đó. Gạt xe luôn. Wow. Chậu là 10.000 cô chú, quá trời rẻ luôn rồi. Đây còn bông rất là nhiều cô chú. Hôm nay là sale quá trời sale rồi. Đây là sale trước nè. Quá sale rồi phải không?
quá quá sale rẻ rồi. Cô mua con còn nói rẻ nữa kìa. À bán nó đi về. Người ôm 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu luôn. Quá rẻ rồi. Ở đây là đường Bùi Văn Danh, cô chú anh chị. Bùi Văn Danh thuộc phường Mỹ Mỹ Xuyên. Hình như là khu này là nó thuộc phường Đông Xuyên rồi cô chú. Còn xích trên kia đó mới là Mỹ Xuyên. Khu cái này là thuộc Đông Xuyên rồi. Ủa xe này chở nhiều quá ha. Cái xe này chở nhiều quá ha. Cái xe to quá, chở nhiều. Chiều nay thì chắc cái đường này sẽ dọn chỗ lại rồi đi về ăn Tết hết luôn á cô chú. Rồi mình sẽ đi dài lên trên kia. Mấy người bán bông mình ta ngủ nghe gì nè cô chú. Ngủ ngoài xăng gì nè. Ngủ ngoài xăng gió sương. Còn dưới ghe nữa. Tới rồi, cái chậu nó bự vô 10.000 đó ha. Quá trời cái chậu luôn rồi. À 30. Em lấy tiền rồi. Ơi trả thêm 10.000 nè, chị lấy chậu nữa ha. Chậu 30 cũng rẻ, quá trời nó bự. Sao chở hết ha. Yeah. Có dây cột không? Dây gì hả? Đeo khẩu trang đâu có thấy đâu. Đấy, này, tặng cho tấm hình nữa nè. Trời ơi. Chắc không thấy em gái luôn rồi. Quá giỏi rồi. Quá trời, xe này chở rồi cô chú anh chị. Chở một lần 6-7 chậu luôn á. Wow, quá trời chở hay rồi. Làm video. À, thua hả? Bán gì rồi có lời không? Quê hai chồng em sắp bởi nợ nha. À, vốn 92 triệu mà bán cho được phân nữa. Trời ơi trời. Vốn 92 triệu mà bán cho được phân nữa. Chưa
Trời ơi, tre tua luôn. Nói mà thương luôn. Nói mà anh quay phim quay không nổi luôn. Vốn 92 triệu mà bán chỉ được phần nửa của chú anh chị. Quê ở đâu anh? Ở Chợ Mới, Mỹ Luông à. Cái này trong nhà hả? Trong nhà mà con vậy đó hả? Trời ơi. Trong nhà mới bán sản gì nè. Phải chồng ta là tua luôn, te tua luôn phải không? Ý là trong nhà đó. Ý trong nhà đó mà vậy đó. Mà chồng ta là xong luôn rồi đó. Trời ơi, vốn 92 triệu mà bán được chưa được phần nửa. Hình như năm nay bông nhiều quá hay sao? Bông số lượng dữ lắm. Nó đụng bông phải không? Đụng bông cho nên là số lượng là tiêu thụ không hết nổi. Tiêu thụ không hết nổi. Không phải trả đâu. Rồi. Trả nhưng mà lấy rút vốn nha, đồng nào hay đồng ấy vậy đó. Tại vì dân năm nay thương lái với nhà vườn cũng chết đều hết. Có Mai Tiền Tỷ là sống phải không? Mai Tiền Tỷ là sống rồi. Em thấy mấy bữa trước ở bên đồng cầu bán cây mai 500 triệu á. Chốt giá luôn á, được 500. Có người mua mà. Có người mua chứ, giao hàng luôn mà. Thì là mai chỉ còn làm ăn được. Làm ăn được. Anh tên gì? Em tên Trung à. Anh Trung. Anh Trung năm nay là ăn Tết không được vui rồi. Mười mấy năm nay đó mới gặp năm nay đó. Mười mấy năm mới gặp đó hả? 16 năm rồi. Trời. Trong ngày đó. Năm nay là phải nói là đụng rất giả luôn. Mấy năm trước là vẫn làm ăn bình thường. Trước ok, làm là ngon lành. Ngon lành. Chừng 27, 28 là mình xong để dứt điểm hết. Dứt điểm mà có lời chút đỉnh phải không? Có lời kiếm 5-70 triệu sẽ tết được. Vậy hả? Vậy có được khả năng gì luôn hả? Dạ. Nhưng mà năm nay là thấy là... Năm nay là thua. 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 Tiếc quá ha. Dạ. Rồi, okay. Tình hình chung ha. Hy vọng nó sẽ khác. Rồi, chào chú. 92 triệu mà chưa lấy vốn được phần nửa của chú anh chị. Anh kia kìa, anh nhăn mặt luôn, anh nói là 92 triệu vốn đó. Chị chủ đó. Chung chia sẻ cô chú anh chị là năm nay là thương lái là lỗ giống nhau luôn. Nói chung là trồng nhà, trồng hoa nhà mà lại bán không được vốn. 92 triệu tiền vốn mà bán chưa được phân nửa, có nghĩa là chưa được 45 triệu. 46 triệu tiền vốn, 92 triệu tiền vốn mà chưa được phân nửa là chưa được 46 triệu. Thật sự là rất là đau lòng cuộc sống mà khó khăn của những cái dân thương buôn, những cái người trồng hoa để bán Tết. Thì đến đây mình sẽ khép lại video. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chợ hoa Tết Long Xuyên và tối nay đặc biệt là có bắn pháo hoa ở thành phố Long Xuyên. Đến đây xin chào cô chú anh chị và các bạn nha.